Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cả nhóm người ngồi nhậu trên bàn, mải mê nói chuyện cười đùa, bất ngờ bếp ga mini bỗng phát nổ, gây chú ý cộng đồng mạng. Theo đó, đoạn clip được camera ghi lại vào khoảng trưa ngày 20 tháng 9, cả nhóm khoảng 10 người đang ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn cười đùa nói chuyện vui vẻ. Trên bàn là một chiếc bếp ga mini với nồi lẩu đang sôi. Khi cả nhóm đang mải mê nói chuyện, bất ngờ chiếc bếp ga mini phát nổ, khói trắng bay mù mịt. Tất cả giật mình đứng dậy, rất may không có ai bị thương. Đoạn clip nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều người cũng đã rơi vào những tình trạng tương tự, vũ khí thầm lặng trên bàn nhậu. Nhà tôi cũng bị một phát như vậy rồi, may không sao, năm ngoái nhà tôi cũng bị một phát. Kiểm tra các bình đã sử dụng rồi thấy bị hoen gỉ ở bình, tốt nhất mọi người trước khi sử dụng thấy bị hoen gỉ là thay bình khác ngay, một số cư dân mạng bình luận. Thời gian vừa qua, không ít vụ nổ từ bình ga mini trên bàn nhậu xảy ra trên nhiều địa phương. Trong mỗi quán nhậu, cả trăm bếp ga mini hoạt động mỗi ngày, trở thành hiểm họa khôn lường. Bởi vậy, mọi người nên cảnh giác, chú ý với những bình ga mini quá hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu bất thường.